tiền chết trai á, tiền đâu mà chết trai, ở đâu vậy, thèm quá vậy, ở đây là qua đây lấy vàng mã đi, bán đi, mệt quá à. Em nói thiệt á, em bực bội lắm á, ba họ nói em cái này, ba họ nói em cái kia, em mệt lắm. Trời ơi, nghĩ sao vậy, bực bội người rồi. Nghĩ sao là gì cầm nói sao, chị cầm phải nói ra, cầm tư cầm giống như gì cầm khúc mắt gì nói để tức thôi mà chuyện gì ơi. Không gì cầm dạ? Không, ý là cái đó trong nội bộ hay là ở ngoài không biết, bực bội rồi. Có nghĩa là nói bây giờ bán 1.1 triệu mà còn có 500 nó được, nó bực bội. Ủa là sao, không phải là bán 1.1 triệu mà hả, vấn đề gì chị? Bây giờ 1.1 triệu cho còn 500. 1.1 triệu. Ủa hôm qua em sợ kiếm 1.1 triệu đúng không? Hôm qua cậy mấy cái đó con không có nắm nên con không biết. Nhưng mà nói chung á, gì cầm làm thì làm, cái này tiền của cộng đồng mạng giúp mình thì mình phải làm cái gì vậy. Mình đâu phải mình nghĩ là mình mất tiền, coi như mình làm như là mình giống như dạng buông thui, đâu được đâu. Còn cái giúp mình đã giờ mình nói vậy là thông, coi như thông chuyện. Không phải cho giờ hả, nói nghe cái vốn là đặng muốn bán má ơi. Không bán mày bao nhiêu quen rồi mày cứ như vậy bán má mày biến mẹ nó luôn, mệt quá. Ủa sao nãy gì cầm nó nghỉ bán, nó mệt mỏi mà mệt giờ mệt chuyện gì? Chuyện hả bực bội hả, hôm qua cũng vậy. Mày cho mày tốn mình hả, đi chơi với trai trẻ nữa, trai trẻ nào bực bội rồi đó, nghe xàm quá à, nhức cái đầu nhức lắm, mệt lắm. Ơi gì cầm trời, nhức cái đầu quỷ hơn chừng tốn lên. Giỡn cái nào lem, cái nào giỡn thì giỡn, cái này giỡn sao được, cái giờ hả được. Dạ sao lúc nãy nói mà không trả lời, lại em mới trả lời đó, ở đâu vậy à, lúc làm mà nói là có gì cầm đây tiền đâu mà hả nuôi trai. Nói nhỏ thôi, cái miệng lớn quá trời, cái miệng giờ bà mãi vậy. Tại vì cầm rất là bức xúc, nhưng mà hôm qua lúc gì Sương nói gì cầm có đây không? Đó, mới sáng sớm cầm buôn bán biết cơn gió nào hay là cái gì, làm gì cầm rất là tức. Đem qua chắc gì cầm rất là khó ngủ, nên hôm nay sáng là chút giận liền. Đậu quả nhập ma đó. Đậu quả nhập ma. Cái này mà 450 nè. Đó, sáng sớm mà có người mẫu hết á. 500 mẫu hết, mua hàng mới cho nó, giờ nó nói nó không bán. Không bán ta bán ra nha. Thôi bán chứ sao không bán má. Ủa sao lúc nó bán lúc không mình buôn bán ngày mình... mai là đi ăn tiệc ở nhà hàng nữa rồi, chết mẹ rồi. Là sao mai đi ăn tiệc gì? Chùa hả, tết niên 500 nè. Cái này 500 tết niên ai gì cầm chùa, ở chùa. Nói chung á, bây giờ vốn của gì cầm em bị thiếu hụt hay sao vậy Sâm? Có gì không, cái vấn đề về cái vốn với tiền bây giờ làm vốn này thì sao không biết nó thiếu hay không, thì cũng không biết kiểu... nhưng mà nó bán 1.1 triệu còn có 500. Ở cái vấn đề là tiền á, 600.000 nữa đi đâu, không có gì. Bây giờ em á nói thiệt xin lỗi nha, không phải em nói chứ tiền á hàng nè, tiền giấy số là tùm lum hết rồi. Đó, tiền bán hàng. Nà. Tùm lum đó mệt mỏi. Ở đây là hả 300, 400, 500, 600. Giống ta giữ giùm cho mày. Ừ. Chừng nào bán hết nào sẽ đưa lại cho mày đó. Ừ. Chứ hả em bây giờ đó, hả tiền giấy số với lại tiền hàng là hả trộn chung tùm lum hết. Bây giờ á hả khó, tiền lời hàng cũng không biết ở đâu, mà tiền giấy số là có rồi, mà tiền hàng không biết nữa. Lộn xộn lắm. Là coi như là 6 hộp là 600. 600 là 606. Đúng rồi. Đó, sáng sớm thì cầm là có người mẫu hết chị cầm nha.
Đó, hôm nay sáng sớm là bảo hết là coi như hết hàng rồi gì Sơn. Hết hàng rồi. Hết hàng rồi, bắt đầu đi mua bình bơ. Đó, dù ngoài ra cái chuyện của dì Cầm bị nói thì ngoài ra còn chuyện gì dì Cầm khúc mắc không? Không. Thì hôm qua lúc trên live. Nói thử đi. Lúc trên live thì mọi người cũng kiểu là giỡn Cầm để có cương tác thôi chứ không có gì đâu. Dì Cầm mà nói về Cầm. Buồn á, là buồn bã hả, tốn mình hả, đi á. Đi hả, cho tiền cho trai á, tiền đâu mà cho trai. Ở đâu vậy, thèm quá vậy. Ở đây là qua đây lấy. Lấy vàng mã đi. Ý là bước xuất con lý cái gian số à, cho trai, cho tiền trai. Nhưng mà có bằng chứng gì không? Đó bữa đó mình đi đâu? Đi đâu? Đó bữa đó em về. Em đi bán về, đi yêu về là chở con Thư về là em về luôn á. Đi chơi với trai đâu. Mà nếu không có sao lúc người ta nói gì Cầm không nói luôn. Nói ngay trực tiếp lúc nào, thời điểm nào. Nó nói là 10 giờ mấy, 11 giờ khuya mới về. Trời ơi, cái đó gì Cầm đi uống cà phê ai cũng được mà. Mình giống như mình thấy mình có thể giờ thời buổi công nghệ mình quay được clip hay là mình nói ai cũng đâu ai kinh. Mà không như thôi, gì Cầm không có thì mình kệ đi. Mình cũng tuổi này mình cũng lớn tuổi rồi. Cái nào mình cho qua được mình cho qua đi. Giờ mình làm ăn mình kiếm tiền kiếm chính nè. Đó, mọi người thương gì Cầm, mọi người cũng ủng hộ gì Cầm đó. Nói chung mình phải cố gắng. Chứ giờ gió mà gì Cầm á. Bây giờ ai nói gì á trả lời ngay rồi đó. Trả lời giờ mà rồi trả tức quá hôm qua hả, ngủ không có được. Nói gì một cái chuyện đó thì Cầm ấm ức cái qua cái giờ thì Cầm không muốn nghỉ bán luôn cả nhà ơi. Nói giờ gặp vốn giờ á, dì Sơn cũng đang thắc mắc một điều là vốn giờ đang bị hụt 500 nữa không biết sao nữa. Giờ dì Cầm bây giờ, dì Cầm giờ bán được nhiêu là dì Cầm đưa cho dì Sơn hết. Là coi như dì Sơn giữ là còn, Sơn không giữ là hốt vốn cứ cử đâu nó chạy đâu mất tiêu hết luôn. Giờ nó nói nó không biết. Số với học vừa gì ta lạ mình không biết. Mà giờ á bữa vốn như là có hết rồi đúng không? Vốn nhiêu là có hết rồi. Hạ xuống đi. Thôi Cầm buôn bán căng quá. Cục mới luôn, khỏi cần. Má tao có hai dao tao cũng mệt mỏi quá, trời là mệt mỏi luôn. Ủa sáng giờ nay phát từ thiện chưa gì Sơn? Bác mớ còn đó còn để nó từ từ. Đó bác mớ còn mớ nha cả nhà, hôm nay con dâu lớn chưa thấy ra nữa trời. Con dâu lớn giờ gì chứ là chắc đang bệnh mệt mỏi hay sao, bữa nay chưa xuất hiện giờ này 10 giờ mấy rồi. Làm ăn gì trước gì là chết rồi cả nhà ơi. Ở giờ má chồng một tay lo cứ a cái á luôn thì. Cái này là cái này hàng dâu cắt tiễn má chồng đi trước quá. Chứ giờ má chồng lo rồi quá trời lo luôn. Đấy giờ mà không giữ nó thì nó banh vô. Nhiều không. Khi cũng muốn không giữ ghê. Mà không giữ thì cái công sức tầm bữa. Kiểu là mình giữ ra. Đúng không? Kiểu giờ bây giờ mình cũng muốn giúp cho dì Cầm cái gán qua cái Tết này để Cầm có tiền ăn có uống tiền. Này. Đúng rồi. Mà giờ chưa mới vô đề bài Cầm đó như vậy giờ. Căng quá. Mới giờ được thấy lấy lại vốn được có vốn rồi là mừng rồi. giờ thôi dì Sưng thôi cũng gán giữ dì Cầm đi, giữ thêm cỡ một tuần đi coi tình hình sao, nếu ổn thì mình giữ cái gán qua Tết luôn, còn nếu khoảng một tuần mà giống như cái tiền nó cứ bị nhảy qua nhảy lại thiếu hụt thì thôi để coi sắp xếp lại mình tính đường khác đi, chứ giờ đường này thấy cũng khó khăn quá. Giờ dì Cầm mới vô là hụt là coi như mất 5 xị hả, 6 xị. Trời ơi. Rồi trong khi gì Cầm mà có bán với số lời nữa rồi. Bây giờ còn hụt nữa. Giờ hỏi nó biểu giờ tình với số tiền. Mà không mình là không có lo gì. Qua lại rồi. Cái gì con cái gì kia không nói gì. Giờ nó không biết. Không biết mất vé số rồi. Mình đang không. Tự nhiên càng làm nhiều tiền càng mất lẹ. Còn lúc ít tiền á, nhà xị á thì vẫn sống qua ngày. Trời ơi Cầm ơi. Càng lớn càng hết. Nãy
nãy gì Sơn có dẫn gì cầm đi không? Đi đâu? Đi lấy đồ. Không có, bây giờ là chờ để giao hàng hết, đóng hàng này bắt đầu mình mới coi cái vốn của nó còn bao nhiêu. Không, bây giờ gì Sơn cộng lại tiền cũng được mà đâu cần giờ. Bây giờ cái đóng hàng này Sơn người ta sẽ là hết nhiêu tiền thì mình lấy số tiền đó coi như là mình số tiền đó tiền mặt đi, mình tính gì còn còn nhiêu trong tiền túi móc ra hết là mình sẽ cộng được thôi, đâu cần phải giao, tại vì cái này cả chốt rồi là coi như mình biết cái giá rồi. Giá rồi người ta chưa chuyển thì sao? Không, ý là chuyển chắc thì mấy người này mua, con nghĩ là chắc người ta sẽ lấy chắc rồi. Lấy chắc rồi. Ừ, tại vì mấy người này cũng là người quen mà thôi. Rồi giờ quan trọng giờ có tiền có gì cầm còn bao nhiêu tiền. Móc ra hết là cộng lại là biết liền à. Chị Cầm ơi. Chạy đâu nữa rồi. Chị Cầm đâu con? Đau đầu quá.